Trên mạng xã hội đang lan truyền video dài khoảng 1 phút ghi lại cảnh một thanh niên bị còng tay và bị vai. Người mặc trang phục bảo vệ dân phố ghì chặt trong khi một người mặc sắc phục công an liên tục đá vào người. Hình ảnh trên được camera an ninh nhà dân tại xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre ghi lại. Thời gian xảy ra vụ việc thể hiện trên camera là 22 giờ 28 phút ngày 20 tháng 1. Trong video, người đàn ông mặc áo trắng dù đã bị còng tay quật ra sau lưng, nhưng vẫn bị một người mặc sắc phục công an liên tục đá vào vai, bụng. Chỉ đến khi một trong những người có mặt tại hiện trường phát hiện và chỉ tay về hướng camera thì mọi việc mới dừng lại. Người đàn ông áo trắng bị đánh sau đó cũng được dẫn đi. Sự việc chỉ diễn ra trong khoảng 1 phút, nhưng nạn nhân bị đá vào người hơn 10 lần. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại một nhà dân ở xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre vào ngày 20 tháng 1, tức ngày 29 tháng Chạp. Trước thời điểm trên, công an xã Thành Triệu nhận được tin báo về việc ông D, người mặc áo trắng trong video sau khi nhậu say đã có hành vi gây rối trật tự công cộng, cầm dao dọa chém người khác. Khi công an đến nơi, trong lúc đại úy P, V, T, công an xã Thành Triệu đang lập biên bản xử lý vụ việc thì ông D có nhiều lời lẽ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ nên bị khống chế để đưa về trụ sở công an xã xử lý. Tuy nhiên, ông D bỏ chạy nên lực lượng chức năng truy đuổi, khống chế bắt lại. Lúc này, đại úy T nóng giận đá liên tiếp vào người ông D. Theo công an tỉnh Bến Tre, video ghi lại và phát tán chỉ là một phần của sự việc. Hiện công an tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo các đơn vị liên quan báo cáo vụ việc và sẽ có thông tin chính thức trong thời gian tới. Cùng ngày, một nguồn tin cho biết công an huyện Châu Thành đã tạm đình chỉ công tác đại úy T để xử lý vụ việc.